Bài đọc thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Daniel, chương 13. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông ở Babylon tên là Joachim, cưới bà vợ tên là Susanna, con của Helcia. Bà rất xinh đẹp và có lòng kính sợ Chúa. Vì cha mẹ bà là những người công chính, đã dạy con cho biết giữ luật Môi-sen. Lúc đó, Joachim rất giàu có, ông có một khu vườn gần nhà ông. Các người Do Thái năng lui tới nhà ông, vì ông là người đáng kính hơn mọi người khác. Năm đó, người ta đã đặt lên hai vị thẩm phán trong dân. Chúa đã phán về những kẻ ấy rằng, sự gian ác phát sinh từ Babylon bởi những vị thẩm phán kỳ lão, là những người xem ra như cai quản dân chúng. Các ông năng lui tới nhà ông Joachim, nên tất cả những ai kiện tụng thì tìm gặp các ông ở đó. Đến trưa khi dân chúng trở về nhà, bà Susanna vào đi bách bộ trong vườn của chồng. Hai vị kỳ lão thấy bà mỗi ngày đi bách bộ trong vườn, thì phải lửa dục mê đắm. Hai ông mất lương tâm, không còn muốn đưa mắt nhìn lên trời, và không còn muốn nhớ đến sự xét xử công minh. Hai ông chờ ngày thuận tiện lúc bà Susanna vào vườn, như hôm trước. Và hôm trước nữa, bà chỉ dẫn theo hai cô thiếu nữ. Bà muốn tắm trong vườn vì trời nóng bức. Lúc bấy giờ ở đó không có ai ngoài hai vị kỳ lão đang ẩn núp và ngắm nhìn bà. Bà nói với hai cô thiếu nữ rằng, hãy mang dầu và thuốc thơm cho ta, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Khi hai cô thiếu nữ ra khỏi vườn, hai vị kỳ lão đứng lên, tiến lại gần bà Susanna và nói, kìa, cửa vườn đã đóng hết, không ai trông thấy ta đâu, chúng tôi say mê bà. Bà hãy chấp nhận lời yêu cầu của chúng tôi và hiến thân cho chúng tôi. Nếu bà không chấp nhận, chúng tôi sẽ làm chứng nói, bà phạm tội với một thanh niên. Và vì đó, bà đã bảo các cô thiếu nữ ra khỏi vườn. Bà Susanna thở dài và nói, tôi phải khốn cực tư bề. Nếu tôi hành động như thế, tôi phải chết. Và nếu tôi không hành động như thế, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà tôi phải tay các ông mà không làm điều gì phạm tội trước mặt Chúa thì hơn. Đoạn bà tri hô lên, nên hai vị kỳ lão cũng kêu lên tố cáo bà. Và một trong hai ông chạy ra mở cửa vườn. Khi người nhà nghe tiếng kêu la trong vườn, liền đổ xô ra cửa để xem coi việc gì đã xảy ra. Khi nghe hai vị kỳ lão kể lại, thì các đầy tớ rất lấy làm hổ thẹn. Vì thiên hạ không khi nào nghe nói như thế về bà Susanna. Ngày hôm sau, khi dân chúng tụ họp tại nhà ông Joachim, chồng bà Susanna, hai vị kỳ lão cũng đến, lòng đầy những ý nghĩ bất chính, để tố cáo bà Susanna cho người ta giết bà. Hai ông nói với dân chúng, các người hãy đi tìm bà Susanna con ông Helcia, vợ của Joachim. Người ta liền sai đi bắt bà. Bà đến với cả cha mẹ, con cái và tất cả họ hàng. Nhưng tất cả họ hàng và mọi kẻ biết rõ bà đều khóc lóc. Khi hai vị kỳ lão ra đứng giữa dân chúng, hai ông đặt tay lên đầu bà. Bà Susanna thì khóc lóc.
ngước mắt lên trời, vì tâm hồn bà tin tưởng nơi Chúa. Hai vị kỳ lão nói, khi chúng tôi đi bách bộ một mình trong vườn, bà này đi vào với hai đứa tớ gái. Bà bảo hai đứa đóng cửa vườn lại rồi đi ra. Bấy giờ một chàng thanh niên đã ẩn núp trong vườn, tiến tới gần bà và phạm tội với bà. Lúc đó chúng tôi núp ở góc vườn, nhìn thấy tội ác, chúng tôi liền chạy đến bắt quả tang hai người đang phạm tội. Chúng tôi không bắt được chàng thanh niên vì anh ta khỏe mạnh hơn chúng tôi, nên đã mở cửa tẩu thoát. Còn bà này chúng tôi bắt được. Chúng tôi gạn hỏi chàng thanh niên đó là ai, nhưng bà không muốn nói cho chúng tôi biết. Đó là điều chúng tôi xin làm chứng. Dân chúng tin lời hai ông nói, vì hai ông là bậc kỳ lão trong dân và là thẩm phán, nên họ lên án tử hình cho bà. Bấy giờ bà Susanna kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa hằng hữu, đấng thấu biết mọi bí ẩn và mọi sự trước khi xảy ra, Chúa biết họ làm chứng gian hại tôi, và đây tôi phải chết, dù tôi không làm điều gì mà họ ác ý vu khống cho tôi. Chúa nhậm lời bà, khi họ dẫn bà đi xử tử, thì Chúa giục thần trí một đứa trẻ tên là Daniel. Trẻ này kêu lớn rằng, còn tôi không với máu bà này. Mọi người hướng mắt nhìn về đứa trẻ và nói, lời mi nói có ý nghĩa gì? Đứa trẻ ra đứng giữa mọi người và nói, hỡi con cái Israel, các ngươi ngu muội thế sao? Khi chưa xét xử và chưa biết sự thật thế nào, mà lại lên án một thiếu nữ Israel. Các người hãy xét xử lại, vì hai ông đã làm chứng dối hại bà. Bấy giờ dân chúng vội vã trở lại. Các kỳ lão nói với Daniel, này, em hãy ngồi giữa chúng tôi và bảo cho chúng tôi, vì Thiên Chúa đã cho em danh dự của bậc kỳ lão. Daniel liền nói với họ, các người hãy tách biệt hai ông ra và cho hai ông đứng xa nhau, rồi tôi xét xử hai vị kỳ lão cho. Khi hai ông đứng xa nhau, Daniel gọi ông thứ nhất đến và nói, hỡi lão già độc ác, các tội xưa kia ông đã phạm, giờ đây lại tái phạm. Ông đã xét xử bất công, đã lên án kẻ vô tội và tha cho người có tội. Mặc dầu có lời Chúa phán, ngươi chớ giết kẻ vô tội và người công chính. Vậy nếu ông thấy bà Susanna phạm tội, thì hãy nói hai người phạm tội dưới cây nào, dưới cây gì? Ông ta trả lời, dưới cây trò. Daniel liền nói, đúng là ông nói dối, đây sứ thần Chúa được lệnh phân thây ông. Daniel cho ông ta lui ra và bảo dẫn ông kia đến. Daniel nói với ông này rằng, hỡi dòng giống Canaan, chớ không phải dòng giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm cho tâm hồn ông ra đồi bại. Ông đã cư xử như thế đối với các thiếu nữ Israel. Các cô vì sợ mà phạm tội với ông. Nhưng một thiếu nữ Juda không chiều theo tội ác của ông. Vậy bây giờ, ông hãy nói cho tôi biết, ông đã bắt được hai người phạm tội dưới cây gì? Ông ta trả lời,
dưới cây sồi. Daniel liền nói, cả ông nữa. Ông hoàn toàn nói dối, cho nên Thiên Chúa, Thiên Thần Chúa tay cầm gươm, chờ đợi, phân thây, tiêu diệt ông. Bấy giờ tất cả dân chúng hô lớn tiếng và chúc tụng Chúa đã cứu thoát những kẻ trông đợi vào Chúa. Đoạn họa nghiêm trị hai vị kỳ lão mà Daniel đã minh chứng rằng họ đã vu khống. Họ đã xử với hai ông như hai ông đã xử độc ác với kẻ khác. Chiếu theo luật Môi-sen, họ lên án xử tử hai ông. Và ngày hôm đó, máu người vô tội khỏi đổ oan. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 22. Đáp: Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng tôi. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng tôi. Chúa chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của người, đó là điều an ủi lòng tôi. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống. Và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Đây là lúc thuận tiện, nay là ngày cứu độ. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, Vua vinh hiển muôn đời. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Gioan chương 8. Khi ấy Chúa Giêsu đi lên núi cây dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-sen hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người, để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Rồi người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe người nói thế, họ rút lui từng người một. Bắt đầu là những người nhiều tuổi hơn.
và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết tội chị ư? Nàng đáp: Thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.